xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Online TV trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon. Destiny Nguyễn xin kính chào quý vị. 30 tháng 4 năm 2018, đánh dấu 43 năm người Việt tị nạn cộng sản lưu vong khắp nơi trên thế giới. Kể từ biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, khi mà lệnh buông súng đầu hàng đã bức tử quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã làm cho các tướng lĩnh và binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa phải tuẫn tiếc vì không muốn đầu hàng giặc. Hàng triệu người Việt Nam đã bỏ nước ra đi. Có thể nói 30 tháng 4 năm 1975 là một ngày đen tối nhất trong lịch sử Việt Nam. Mà theo chuẩn tướng biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa Phạm Duy Tất chia sẻ về ý nghĩa của ngày 30 tháng 4 năm nay. Ngày 30 tháng 4 đối với người tất cả có thể nói là toàn thể người Việt Nam, đó là một ngày đau thương nhất của dân tộc Việt Nam. Không những chỉ là người dân miền Nam mà ngay cả người dân của toàn nước Việt Nam, cả Bắc lẫn Nam. Bởi vì cuộc chiến tranh dù nó kết thúc nhưng mà đã có hàng triệu người dân đã bỏ mình, đã chết vì một cuộc chiến tranh không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì cho tới giờ này, việc thống nhất cũng như nói là giải phóng thì nó không có đem lại cái thực sự của cuộc giải phóng cũng như là thống nhất đất nước. Trong khuôn cảnh trang nghiêm của Virginia War Memorial, buổi lễ tưởng niệm có sự hiện diện đông đảo của quý đồng hương trong vùng và các quận phụ cận, quý cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân nhân Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam, liên hội cựu chiến sĩ đến từ miền Đông Bắc Hoa Kỳ, quân nhân người Mỹ gốc Việt đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ và sự hiện diện đặc biệt của Thượng nghị sĩ Virginia Richard Black, Giám đốc Virginia War Memorial, ông John G. Hackman, Chuẩn tướng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ, người Mỹ gốc Việt, Châu Lập Thế, Chuẩn tướng Biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa, Phạm Duy Tất. Điều này đã nói lên được sự đoàn kết, sự thành công không nhỏ của thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt hòa nhập vào dòng chính Hoa Kỳ và tạo sự liên kết cho tất cả mọi người. Theo như ông Thượng nghị sĩ Richard Black cho biết, người Mỹ gốc Việt đã thành công vượt bậc và đã góp phần không nhỏ trong việc đem lại sự thịnh vượng cho Hoa Kỳ. Ông rất yêu quý cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại đây. Vietnamese in the United States are probably the most successful group of immigrants that we have had in many, many years. 82% of them are naturalized citizens and they're very prosperous. They have very low crime rate. They form businesses. They're very smart people, very energetic people. And so I'm very proud that my country is the home to many Vietnamese citizens because the Vietnamese are wonderful. And of course, you are one of the great leaders. Destiny Nguyen. Và để tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh cho quê mẹ Việt Nam, Chuẩn tướng Châu Lập Thế đã gắn pin để vinh danh các cựu quân nhân Hoa Kỳ và Đại tá Mimi Phan cũng tặng kỷ vật đến các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa để vinh danh họ. 43 years ago today, Vietnam is 11 hours ahead of us. So in Vietnam, it is April 30th. Millions of freedom-loving Vietnamese lost our freedom and our country. However, but we never lost our honor nor our dignity. As we gather here today to observe another painful anniversary, our focus today is to pay our lasting tribute to those who bravely served and sacrificed to protect our liberty. Destiny Nguyễn, tường trình cho SBTN từ Richmond, Virginia.